Alo, alo. Alo, alo. Hello anh em. Alo. Welcome to my channel. I will try your course. Tiếng game to quá sao? Ok nha, mình giảm tiếng game rồi nhé. Mình xem ổn áp chưa nhá. Yes, I'm on the mic. On the mic. Tiện thể luyện tiếng Anh luôn. Dạo này đang cày cuốc tiếng Anh. Nói to lên á, nói cỡ rồi nhỉ. Wrong code. I'm playing on a window, so please send the code on window. Not Android or iOS. I cannot add the code on Android or iOS. Please send the code on Windows. Chào bạn Quang Hoàng nhé. Tiếng game đã ổn chưa mọi người? Khi nào có sự kiện em xem mới vậy? Hôm trước mình có đọc tin tức thì hình như là sắp tới lại có sự kiện. Nhưng mà là của cái nguyên tố chân không Void. I cannot add Android. Please send the window code. Anh em lại được con dòng tuần này chưa? Lai mãi mở toàn xịt. Ra phát rồi. Phết, mình cũng lai mãi chưa được. Chưa là người lỡ bán nó con rồng kia, không có rồng để cho ăn hai cấp. 3C015. Mạng buổi tối hơi chậm, lốt mãi không lên. Mãi không ra con tháng nay dễ mà, tháng nay rồi lai phát ra. Các bạn vào trang trang dragonmania.net của mình này, search cho mấy cái cặp nó nhanh mà. Sai code rồi, code mình chơi trên Windows cơ. Nên là gửi code ở server khác là không chơi, không add được đâu. Sợ nữa. Nhà rồng xây đẹp thế này nữa. Tối ưu diện tích nhất có thể rồi. Hello hello. Hello.
Spam. Ok, làm tiếp nhiệm vụ rồi. Cái này hôm nay lại đổi về cái huy hiệu rồi, không phải là cái xương xương chó như mọi hôm nữa. Cố gắng kiếm con Maxine này xem có được không. Tháng trước ông ấy bị sao? Tháng trước bị mất ác. Khao lóc mãi bên nhà phát hành họ mới tìm lại cho. Tí khóc. Free Fire chơi cái trò mình trước có tải thử mấy trò bắn nhau kiểu khả năng có dấu hiệu tuổi già mà không chơi được mấy game bắn nhau kiểu đấy, như đầu lắm, chơi xong một lúc là như đầu chóng mặt, chỉ chơi game theo lượt như này thôi cho nhẹ nhàng tình cảm. Hôm trước có thử mấy cái game Lost Ark nhưng mà chơi được lúc chóng mặt quá không chơi được. Ít người xem cũng hơi chán. Người xem giờ chuyển sang qua TikTok các thứ hết rồi nên là Liên Quân à? Liên Quân thì cũng thử chơi rồi, cũng MPP các kiểu. Nhưng mà muốn kiểu livestream YouTube kiểu gì thì chưa đủ hiểu. Cũng mới mua quả điện thoại Redmi K40S để về chơi game. Nhưng mà chưa biết livestream thì nó giật lag nên là chưa được. Nhưng có vẻ nhiều người xem. Riêng gì dạo này đâu, từ xưa đến giờ game vẫn thế. Quả lên cấp cũng chả có gì mới rồi. Đấu trường arena các kiểu cũng chả có gì mới nên cũng chán. Quanh đi quẩn lại. Lại đánh nghèo các kiểu luôn.
Hello, hello, hello Nguyễn Khánh Định. Chị nó lại vào chị rồi vào trận rồi vào trận rồi. Hello, hello, welcome to my channel. I'm trying to download other game. Yeah, my team is defeated. Yes, I'm playing on Windows Server. So please do send the code on Android or iOS. Đang rảnh gì Avatar hả? Thi cử xong xuôi hết rồi à? Thanh niên nghĩa xem tên nhân vật của mình chỗ nào nhỉ? Hello. Chưa kết bạn được tại vì Ninh Quân nó bảo đang download nên là chưa vào được những cái chỗ xem profile hay là kết bạn được, chờ lúc nó đang tải cơ. Chơi game nào? Chơi Liên Quân á hay là chơi lôi dòng này? Liên Quân thì mới chơi, đang xem. Đây nào, level 10 đây mà. kết bạn chỗ nào nhỉ? Để tìm cách livestream Liên Quân nhá, xem như nào.
chơi Dragon Mania Legend thì khoảng 75, từ 2015 2015 2016 thì đấy. Đến bây giờ không có phần mềm nào cast cast hai tuần nữa liệu lại được ký hiệu nữa, hai tuần nữa liệu không có nhận được con chó kia không. Ồ, thêm bãi khả năng được 26 cái rồi. Pokemon Unite hôm trước cũng chơi rồi nhưng mà lại xóa mất rồi, mình chơi bá quá nên là xóa rồi. Không hiểu livestream phải cắm dây à. Tiền á, không nhớ ngày xưa mỗi tháng nạp vài trăm nghìn được lắm rồi. Yes, we have a, I have some boss dragon. They will provide some runic for me. Yes, I'm looking a new tune to live stream. Mumbai.
Hello. Yes, please don't send the code on Android or iOS. I'm playing on Windows Server. Hello hello, mình đang thử livestream Liên Quân. Ok, Liên Quân Mobile.
Yeah, I'm speaking Vietnamese. Sometimes I can try to use English. I'm trying with other game. What time is in my country? Yes, now is 9 p.m. Ok, anh em nhìn thấy chưa nhỉ? Máy chỉ nhỉ? Thích thì liên quan. Vừa nãy có ông gã chơi liên quân nên là đang tập chơi liên quân. Đấu một phát đi. Đấu như nào? Đang tập chơi mà. Chơi gì đã cái solo rồi. Sao không... Đây. Đồng... Đồng 2 à? 5 tay... Đánh qua nhà thôi, đánh nhẹ nhàng thôi. Việt Nam à? Chơi con gì đây nhỉ? Đấy thuộc hay các tướng không chọn được à? Con này support sao nhỉ? Ok. Liên quan gì đến nữ hoàng Elizabeth đâu? Hình như không có tiếng game nữa nhỉ? Sao Liên Quân chắc chả ai xem đó. Mình một người xem.
Hello, I'm playing other game. This is mobile language. Mít à? Con này đi mít à? Ông nào lại tranh đường giữa của mình đây? Con này ngáo, ngáo, giết nó, first blood. Ô tốt không ai vậy? Để lên tốt à? Bướng à, bướng à. Chạy đâu em yêu như thế rồi, ông nào với cả chưa liên quân mất hút rồi. Lai mất mấy đứa là sao? Sorry, I'm playing another game. This is a game in Vietnam, so I will use Vietnamese. Sorry. Này đánh như bot ấy nhỉ. Úi xa. Đánh tên này nhỉ? Còn lâu nhá. Cửa gì? Ủa, này máu thế. Yes, I just play Dragon Maya version. So now I am trying to add a game. Mất trụ.
con. Người thành có được nhỉ? Hả? Sao mấy người còn chạy chả đánh thế nhỉ? Nhà thoái nồi. À, chết rồi. Định mày.
Úi xa, còn to thế. Gấu à, gấu quá. Rát quá nhỉ. Hello hello, xin chào. Thắng rồi. Con nào nhỉ? Chơi con này xem. Thank you, ADI. Yes, I'm trying to play as a game.
con này như là tầm xa của nó được tăng. Yes, you am. Say thank you to you. ADI. Con này búp lên bắn ngoài màn, phê vãi. À à. Bướng. Bướng, bướng. Bướng, bướng. Đấm nó, đấm nó. À, sao rồi. Đấy, game này có cái khó đấy. Bướng. Đâu đâu đang bắn mà. Mất trụ à.
gì hút máu à? Hút máu ở đâu nào? Xong rồi anh em. Bạn như nào nhỉ?
đầu với anh em ạ. Tạm biệt anh em nhé.